Hello anh chị, hôm nay em bắt đầu triển khai một cái con túi nho nhỏ xinh xinh như hôm trước đã giới thiệu anh chị rồi đấy. Nhưng hôm nay sẽ là tutorial. Nếu mà các anh các chị mà ai muốn tự làm cho mình hoặc làm tặng những người thân yêu của mình thì có thể để ý và làm theo tham khảo cái video này của em nhé. Nó sẽ gồm đầy đủ các bước để làm nên một chiếc túi vỏ sò, hay chúng ta gọi là polyden, nhưng là xanh đi thôi. Chúng ta cùng bắt đầu. Bước đầu tiên là chúng ta cắt cái thân chính ra. Đối với cá sấu thì sẽ phần phía trên, nếu theo nhà lại nói về phần này một chút, nếu như theo nhà ơ mệt thì những cái vân đuôi, những cái phần theo chiều này thì là chiều từ đầu xuống này, phần đầu này, phần đuôi này. Và nếu theo nhà ơ mệt hoặc là LV cũng đều thế, họ đều dùng phần này vào phần trên, có nghĩa là cái phần vân dưới này là luôn luôn là ở trên, cũng là theo chiều trên như thế này. Và túi chúng ta cũng sẽ cắt đúng như thế, bởi vì người ta hàng trăm năm nay người ta làm như thế rồi, tạo thành thương hiệu rồi thì chẳng tội gì chúng ta phải thay đổi. Và cái này là chúng ta lựa vân thế nào cho nó đẹp thôi. Với da bò hoặc dê thì nó cả một tấm dài to, cái vân của nó đẹp rồi thì ta không phải lựa gì cả, đặt vào là ta cắt thôi. Nhưng mà với cá sấu, kỳ đà hoặc là một số dòng mà nó có vân, ta phải lựa thế nào cho nó cân đối, cân xứng và nhìn nó thực sự hoàn hảo khi lên sản phẩm. Thân chính này,
Cái túi này thì chỉ cần là hai thân chính và hai cái quai thôi. Còn một số cái ví dụ như là móc khóa các thứ thì nó chỉ ta cắt sau, người ta dùng cái phần đẹp này, phần đầu còn lại này. Ta cắt tỉa mấy cái đấy xong. Đây lựa là hai cái quai cho thật đẹp. Em thì vẫn thích là pattern bằng giấy và đục trực tiếp lên. Cái cách này là nhìn nó không được nghệ sĩ cho lắm, không được nghệ nhân cho lắm, nó hơi bị một gọi là cái gì nhỉ, nó không lành nghề cho lắm, nhưng cái độ chính xác thì lại tuyệt đối. Tùy theo phong cách và cái tay nghề của anh chị như nào thì anh chị có thể lựa chọn phong cách. Ví dụ như là ta cắt ta đục, ví dụ ta cắt theo pattern trước sau đó ta đục, cứ đục kẻ ke viền và đục, hoặc là làm theo cách này. Cách này thì nhìn nó không được chất lắm, nhưng mà các anh chị trải nghiệm thì sẽ thấy rằng nó ít bị rủi ro. Bởi vì với những cái các loại da đắt tiền như cá sấu, Togo thì nó là bình thường, ép xong bình thường. Nhưng với những cá sấu mà nó chỉ cần sai một lỗ đục thì các anh chị phải bỏ gần như hoàn toàn cả tấm. Thế thì khi đó cái sự chính xác nó lại đòi hỏi nhiều hơn là cái sự nghệ sĩ. Ví dụ chúng ta làm video để biểu diễn hoặc ta làm video để viral thì lúc đấy ta có thể trình diễn được, nhưng khi sản xuất thực tế thì nó lại khác. Khi dán cố định rồi thì anh chị cứ đục theo thôi, bởi vì người ta đặt pattern lên nào nó lựa cái vân chuẩn đẹp rồi. Ở đây là cái bản này của em là lỗ đục ở trên là 2.7 các anh chị nhá. Đây là 2.7 này, 2.7 này, 2.7 này. Và duy nhất cái phần đáy này là 3.0. Bởi vì nếu 2.7 thì nó hơi nhỏ, mà khi lỗ đục nhỏ thì nó khi ta may ta khâu và cái lỗ nó rít ta lộn lại, nó làm cho yếu cái tấm da.
thì sử dụng lũ lỗ lục ba cho nó vừa. Còn nếu anh chị mà biết sử dụng dùi thì cứ dán vào thôi, lỗ lục bao nhiêu cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà đây là nếu mà đục theo mắt tận thì nó là ba. Vì nó là quai nhỏ nên cái được may thẳng của cái quai này, đường này nó chỉ 6 lỗ thôi. Bình thường như size to 30 hoặc 25 thì là 8 lỗ. 8 lỗ. 8 lỗ khâu thì nó chỉ vừa đúng một 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 đấy này. Vừa đúng một một cái đục 8 chân này thì nó đạt ra đục một phát luôn, nhưng cái này chỉ 6 nên sẽ phải dùng đục 2 chân để ta đục 3 lần. Thank you.